Đại gia Cần Thơ mua bó hoa làm từ 99 viên kim cương dịp mùng 8 tháng 3, chủ shop vừa chốt đơn vừa tụt 10 đơn vị huyết áp. Quên bó hoa làm từ 100 cây vàng đi, vì Spotlight hôm nay đã thuộc về bó hoa làm từ 99 viên kim cương, chốt đơn bởi đại gia Cần Thơ. Ngày hôm qua, mạng xã hội bùng nổ với thông tin về việc một vị khách chốt đơn bó hoa làm từ 100 cây vàng. Thì hôm nay, mọi Spotlight đã đổ dồn về siêu phẩm còn khủng hơn thế nữa. Đó chính là bó hoa làm từ 99 viên kim cương, được vị đại gia Cần Thơ mua tặng vợ dịp mùng 8 tháng 3. Theo chia sẻ từ anh Thông, ông chủ tiệm kim cương, ngay sau khi chốt đơn khủng bó hoa làm từ 99 viên kim cương, bản thân anh đã tụt gần 10 đơn vị huyết áp bởi quá sốc. Vị đại gia này đã chọn loại kim cương 5 ly 4, nước D, có độ tinh khiết VVS1. Theo thông tin từ Google, hiện nay loại kim cương này đang được bán với giá khoảng 66 triệu 640 nghìn Việt Nam đồng cho một viên. Nếu nhân đủ với 99 viên, con số sẽ ra là 6,5 tỷ. U là trời! nghe xong là muốn ngất xỉu liền. Nào đã dừng lại ở đó. Không chỉ một đại gia mà có đến hai vị đại gia đã chốt đơn bó hoa làm từ 99 viên kim cương này. Trong khi danh tính người thứ nhất vẫn là ẩn số thì danh tính của người thứ hai đã lộ diện. Và cô gái siêu may mắn được nhận bó hoa khủng này đã xuất hiện trên mạng xã hội khiến chị em không khỏi ngưỡng mộ. Ngay khi thông tin nổ ra, mạng xã hội dường như điên đảo. Đúng là chồng người ta, chưa bao giờ khiến mình thất vọng là có thật.